Ê, Trần Anh vừa mới mua được xe bên anh chủ nhà nè, xe anh đi giữ kỹ lắm. Chìa Đây, khóa anh. dạ em cảm ơn anh nha. Hai chìa khóa luôn hả anh? Dạ. Hai chìa khóa ok luôn. Đâu có một một cái chìa đấy. Một hả? Thôi một cái được rồi. Có cần em phụ xách đồ Không, xuống được không? rồi, được. Đây nè, đó, xe gia đình đẹp lắm. Life City 2010 chức sơn riêng còn máy số bao lỗi nha bà con. Đây, ông vừa mới lấy xe của anh trai thôi. Chạy máy số êm lắm, không có bị lỗi số, lỗi máy gì cả. Là chừng anh mua xe, chừng anh chở anh về tới nhà luôn rồi. Em chạy xe này về lại bên công ty. Đó là City 2010 bản nhập. Hàng đẹp chuẩn chu nha anh em. Gia đình đi mẫu này ok luôn. Xe đi bao ngon Xe này đi bao ngon anh. êm, bao ngon bao êm. Anh đi xe này anh đi xuyên Việt chưa? Nói chung là đi các tỉnh miền Tây rồi, Vậy hả? đi các tỉnh miền Tây, đi Phan Thiết, Vũng Tàu là đi Dạ. hết. Có cần em xách đồ xuống hộ? Thôi được rồi, được rồi, anh cảm ơn nhá. Dạ thôi em về nhá. Để em review clip sơ sơ cái. Vừa mới lấy tức thì luôn anh em, xe chủ nhà kỹ lắm. Anh chị, đó chủ nhà nên đồ chơi phun kính hết rồi. Dòng này tính năng nhiều hơn Cru rất là nhiều. Life City hàng nhập, hệ thống gương cụm mở nè, ABS nè, cân bằng điện tử nè. Cru không có cân bằng điện tử đâu nha anh em. Đây nè, đây có hỗ trợ cân bằng điện tử nè. Trang bị là cửa sổ trời, máy móc bao êm luôn. Vô lăng đẹp lắm. Đó, gia đình người ta đang đi đó, chính chủ luôn Lăng á. là bao hết xe là lên đồ ngon lành hết rồi. Dạ. Đây là hàng nhập. Cam trước cam sau là Full hết rồi. full hết rồi. Không xe đẹp mà anh. Cam trước cam sau đầy đủ hết. Chung anh kỹ lắm, anh kỹ tính. Mình cũng Không lỗi. giữ gìn xe cho nên là xe nó Đúng rồi anh. Hệ thống cốp điện, cảm biến da. Cam sau full hết nè, đẹp không? Đó, đội đít rồi. Đầy đủ hết. Nè, nguyên bản hết theo xe hết nha. Nói chung xe này của một anh công an, nói chung anh làm bên công an hình sự nha bà con. Xe này là chúng anh đã kiểm tra xe và đã test xe rất là ok rồi, số không lỗi nha. Riêng em này trang bị nút đề xe tóc nguyên bản nè, rồi chạy thử dòng nè, máy êm lắm. Đó, đi được 131.000, máy số hầu như là bao chất, nói chung là có canh chỉnh là nhẹ nhẹ lặt vặt thôi, còn máy số là không có làm bất cứ một khoản gì. Đây quay quay vô chỗ mát cho anh em dễ nhìn. Đấy, thắng an toàn tuyệt đối luôn. Màn hình nè, cam da nè, full hết các tính năng rồi nha anh em. Đây anh em. Đó. Số máy là không lỗi nha. Bên đây chúng ta sẽ có hệ thống cân bằng điện tử nè. Một tính năng là rất là hữu ích cho anh em khi anh em đã có những cái mẫu xe mà thiếu cái cân bằng điện tử. Khi anh em mở chạy chân trượt á, là cái này là cái quan trọng nhất để cho nó chống quăng xe nha cô chú anh chị. Tắp bi tắp lô liền lẹt đẹp mà hai túi khí nữa, anh chị coi sạch sẽ không? Đó, cam hành trình full hết rồi, trang bị cửa sổ trời nữa nè, ghế bọc mới tinh, máy móc êm ru nè, hệ thống gương cụp mở nè, đẹp nha. Nó đi mẫu này có 1.6 mà nhập hàng đời 2010 nhập hàng. Bên đây chúng ta sẽ có ga điện nữa nè, cruise control nè, đó cruise control ga điện nè. Anh em thấy tính năng đẹp không? Tính năng quá trời tính năng trên chiếc xe luôn, volin tất cả các tính năng option. Đồng hồ không có dấu hiệu lỗi lầm. Anh em trải nghiệm tiếp tục vô cùng khoang động cơ máy nè. Cục máy em này là bao phê cho anh em luôn. Không phải mình mua được cái xe mình nói hay nói tài cho anh em mua đâu. Nhưng mà thực sự thực tế là xe đẹp lắm. Trần Anh đã đi coi xe, Trần Anh tả xe thì anh em yên tâm. Dòng này sơn si như cản trước có dặm nè, thùng mình vẫn có chất sơn rin nè, cản sau có sơn dặm nè. Nói chung chắc chắn đời này phải có sơn dặm rồi. Mà được cái chủ nhà đi người ta giữ kỹ lắm, bảo dưỡng máy móc ngon lành luôn. Xe bao lỗi. Đăng kiểm tháng 8 hay 4 nha anh em. Đây là cục máy nè, như là cục máy đã làm những gì nè. Mặt nắp đầu ron cam cò có mở ra canh lại nè, mặt buồng đốt chưa mở nè, và đây là đây nè, cái số vẫn còn nguyên bản hết nha cô chú anh chị. Từ đường rút bê nước chưa có dấu hiệu làm nè, máy bảo dưỡng ok nha anh em. Xe máy êm ru à, kèo cột nguyên bản hết, đi đôi sẽ có ABS nè. Đó, tính năng em này thì option thì nhiều. Cao su chân máy rồi, cao su chân máy chỉ là mới tinh. Thấy máy khô ráo không? Hệ thống cảm biến oxy đang hoạt động luôn. Nó bảo dưỡng cái xe là cũng ok, về anh em lấy về anh em chạy thôi. Trần Anh đã mua lại cái xe này của anh trai đó rồi. Keo chỉ là rin hết, không mất một phân chỉ nào. Thậm chí từ những con tán nó capo còn chưa mở nè. Tán nó capo là nguyên si hết nha cô chú anh chị. Đó, bà con thích mẫu này thì bà con alo cho Trần Anh ô tô. Xe chạy bao phê luôn anh em. 1.6 chạy mẫu này rơi cho anh em nằm tầm 8 lít nha. 8 lít
trên 100 km, máy nhỏ, không có hao xăng, đi đâu là 4 tháng đĩa luôn, cửa liền lắm, keo chỉ rin hết. Anh chị nè, keo chỉ nguyên bản của dòng Lycity hàng nhập. Anh em trải nghiệm phần gầm, gầm bao đẹp luôn. Riêng gầm ở đây thì bao đẹp, chính chủ luôn, nghe cô chú anh chị. Hồ sơ ký rút được cho anh em. Cái này gì đây? Phải mục không? Không phải, không phải mục nha. Áo gầm đẹp không? Gầm này sáng trưng cái bô mới tinh, không có tí mục bọt. Đi em này thì nó đầm rồi anh em, cực kỳ đầm, bản series nha. Cảm biến ghê luôn, chủ nhà lên luôn, gương chính điện, gương cụp mở, cân bằng điện tử. Đây, chạy chạy nè, cùng với anh chạy thử nha. Rồi xong rồi đó, mua rồi đó. Nói chung là khoảng cách từ đây, từ salon vô tới đây cũng 7-8 cây á. Nè, sang số nè, sang số nè, sang số tự động nè, không lỗi nè. Về số bán tự động nè, 3 nè, anh chị nè, 4 nè, 3 nè, 2 nè, đó, anh chị thấy không? Xe số tự động chỉ cần kiểm tra vậy thôi. Đẹp. Rồi bà con nào thích mẫu này thì bà con alo cho Trần Anh Ô Tô. Em này qua cua đầm lắm, đầm. Em này sát nặng mà. Nói chung mình ngồi, mình cảm giác mình ngồi, mình lên cái con xe mình chạy, mình cảm giác nó êm anh em. Nó êm ru à, từ lúc qua cua đến cái những cái cao su rô tin gầm của nó. Nó êm nha, nó không có dấu hiệu nó kêu cục cục đâu. Đây là Trần Anh đang trải nghiệm cho bà con coi đi. Thắng em này ăn lắm, nhấp nhẹ là ăn rồi. Đó, bà con thấy cho anh qua cua không? Không có một tí gọi là cục cục luôn. Đồng hồ đẹp lên 60 nhẹ tưng. Anh em thấy nhẹ không? Thấy đồng hồ đẹp không? Đó, anh em thấy đồng hồ không? Kéo phát 80 nhẹ tưng luôn. Đó, vừa đi vừa quay clip nó hơi nguy hiểm chứ. Tí xíu anh em. Đó, hai túi khí nha anh em. Số tự động nè. Xe đẹp lắm. Vô lăng đẹp nè, vô lăng rin luôn. Rồi, thôi chào anh em thôi. Anh em thích mẫu này thì anh em alo cho Trần Anh Ô Tô. Xe không lỗi máy, không lỗi số nha. Bao hết cho anh em, không lỗi nha. Thôi Trần Anh chào anh em nha. Về salon đã.